Chào mừng các bạn đến với kênh giải trí tổng hợp Kamita TV. Bí mật tình cảm giữa Nghiêm và Vân được tiết lộ trước mắt Trang. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Sao Kim bắn tim sao hỏa. Bản quyền thuộc về Đài Truyền hình Việt Nam, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Ở tập trước, Nghiêm kể từ khi gặp lại người yêu cũ là Vân luôn cảm thấy có lỗi với vợ. Nhiều lần bất đắc dĩ đưa Vân đi ăn, đi mua sắm, thuê khách sạn cho Vân ở, anh luôn sợ sệt người quen nhìn thấy. Nhưng vì Vân đang bị mất trí nhớ, lại không có người thân ở Hà Nội nên Nghiêm buộc phải chăm sóc Vân. Trong lúc chở Vân đi trên đường, Nghiêm bị Hào vô tình nhìn thấy. Dù đang đeo khẩu trang nhưng Hào vẫn đinh ninh anh Nghiêm và mở lời chào. Sợ quá, Nghiêm vội vã phóng ga vượt đèn đỏ bỏ chạy. Là một chiến sĩ cảnh sát giao thông, lần đầu tiên vi phạm luật anh cảm thấy vô cùng xấu hổ, tức giận. Anh trút giận lên Vân và nói, chính vì những người như cô mà tai nạn giao thông mới thường xuyên xảy ra. Anh cảm thấy mệt mỏi khi phải chạy theo Vân và giấu giếm. Như mình là người có lỗi nên muốn chia tay, chấm dứt tất cả. Vân cho rằng Nghiêm quá khắt khe với cô và bản thân anh. Cô không chịu nổi anh và quyết định lao ra đường, mặc kệ dòng xe đang chạy tấp nập. Lúc này, có một chiếc xe ô tô đang phi tới, Nghiêm vội vã cầm lấy tay Vân để ngăn lại. Chính khoảnh khắc này đã giúp Vân lấy lại trí nhớ. Cô nhớ ra trước đây cả hai cũng vì khoảng cách nên phải chia tay. Vân nghĩ Nghiêm không yêu mình nên lấy cớ không muốn vào thành phố Hồ Chí Minh sống. Vân đã lao ra đường đòi tự tử, chính Nghiêm là người đã cứu cô. Lấy lại được ký ức, Vân bật cười khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Nghiêm. Vân nói anh vẫn như ngày nào, lúc nào cũng cứng nhắc và khô khan. Vân cảm ơn Nghiêm đã giúp đỡ mình trong quãng thời gian cô bị mất trí nhớ. Trước khi chia tay, Vân chủ động ôm Nghiêm. Từ nay Nghiêm không còn bị Vân làm phiền nữa. Cứ ngỡ Nghiêm đã thoát nạn, ai ngờ anh không hề biết rằng mình đang bị Quý theo dõi. Quý đã chụp lại được khoảnh khắc Nghiêm và Vân đi ăn kẹo bông ở công viên và đưa bằng chứng về cho vợ. Sau khi nhận được bằng chứng, Đào hẹn gặp Nghiêm và hỏi lý do vì sao lại qua lại với người yêu cũ. Biết không thể giấu, Nghiêm đành nói hết sự tình. Nghe hết chuyện, Đào không tin đây hoàn toàn là sự thật. Cô cũng nói thẳng không một người vợ nào có thể chấp nhận chuyện chồng mình qua lại, dây dưa với người yêu cũ. Về phía Yên khi đón con đi học về, và vô tình thấy Nghiêm đi ra khỏi quán cà phê, sau đó Đào cũng vội vã từ quán đi ra. Chạy tới hỏi bạn thân thì thấy Đào nói dối là đi gặp chị bạn. Yên bắt đầu cảm thấy nghi ngờ mối quan hệ giữa Đào và Nghiêm. Trang đi làm nhưng tâm trạng không được tốt. Cô liên tục trốn trong phòng tối khóc và nghĩ đến giao dịch chồng trả tiền khách sạn. Quyết đi tìm sự thật, Trang tìm đến khách sạn Nghiêm trả tiền phòng vô tình va ngay phải Vân tại cửa. Trong tập tiếp theo, những sự kiện xảy ra ở tập trước tiếp tục đẩy câu chuyện lên cao trào, khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Nghiêm trở về nhà với tâm trạng nặng nề sau cuộc gặp với Đào. Anh biết rằng việc giấu giếm đã đến lúc phải kết thúc, nhưng anh không biết làm cách nào để Trang chấp nhận sự thật về việc anh giúp đỡ Vân trong thời gian qua. Nghiêm ngồi lặng lẽ trên ghế, mắt nhìn xa xăm, cảm giác tội lỗi và lo lắng cứ thế đan xen trong lòng anh. Trong khi đó, Trang sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với Vân tại khách sạn, lòng đầy nghi hoặc và bất an. Cô không thể ngừng suy nghĩ về những điều đã xảy ra. Tại sao Nghiêm lại trả tiền phòng cho Vân? Tại sao anh lại giấu cô chuyện này? Những câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu Trang, khiến cô không thể nào bình tĩnh lại được. Trang quyết định sẽ tìm hiểu sự thật cho đến cùng. Buổi tối hôm đó, khi Nghiêm trở về nhà, anh thấy Trang đang ngồi đợi mình trong phòng khách. Ánh mắt cô nhìn anh đầy u sầu và đau đớn. Trang không thể kiềm chế được nữa, cô hỏi thẳng Nghiêm về mối quan hệ giữa anh và Vân. Trước ánh mắt đầy sự nghi ngờ của vợ, Nghiêm biết rằng không thể giấu giếm được nữa. Anh quyết định kể hết mọi chuyện, từ việc gặp lại Vân đến việc cô mất trí nhớ và anh phải giúp đỡ cô. Trang lặng lẽ nghe Nghiêm kể, nhưng cô không thể ngừng cảm thấy đau đớn. Cô yêu Nghiêm và tin tưởng anh, nhưng việc anh giấu cô chuyện này khiến cô cảm thấy bị phản bội. Trang không biết phải làm sao để tiếp tục tin tưởng chồng mình nữa. Cô quyết định tạm thời rời xa Nghiêm để có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện. Nghiêm cảm thấy bất lực, anh biết rằng mình đã làm tổn thương vợ và có thể mất cô. Anh quyết định sẽ không từ bỏ và sẽ làm mọi cách để Trang tha thứ. Trong khi đó, Vân cũng đang trải qua những cảm xúc phức tạp. Cô biết rằng việc cô và Nghiêm gần gũi nhau trong thời gian qua đã khiến cuộc sống của anh rối tung lên. Vân quyết định sẽ gặp Trang để giải thích rõ mọi chuyện. Cô muốn Trang hiểu rằng, Nghiêm chỉ đơn thuần giúp đỡ cô vì trách nhiệm và không có ý định quay lại với cô. Vân gặp Trang tại quán cà phê, nơi mà mọi hiểu lầm bắt đầu. Trang nhìn Vân với ánh mắt lạnh lùng, không còn sự tin tưởng nào dành cho cô gái trước mặt. Vân bắt đầu kể lại tất cả, từ lúc cô gặp lại Nghiêm cho đến những khoảnh khắc khó khăn khi cô mất trí nhớ. Cô nói rõ rằng Nghiêm chỉ giúp đỡ cô vì nghĩa vụ và không có bất kỳ tình cảm nào với cô. Trang lắng nghe, nhưng lòng vẫn đầy ngờ vực. Cô không biết nên tin ai nữa. Nhưng ánh mắt chân thành của Vân và những lời nói thẳng thắn đã khiến cô dao động. Trang quyết định sẽ cho Nghiêm một cơ hội để giải thích rõ mọi chuyện.
và cũng để thử thách tình cảm của chính mình. Nghiêm, sau khi biết được ý định của Vân, cảm thấy nhẹ nhõm. Anh biết rằng Vân đã hiểu và sẽ không làm phiền anh nữa. Nhưng anh vẫn phải đối mặt với thử thách lớn nhất, làm sao để Trang tin tưởng và tha thứ cho anh. Anh quyết định sẽ làm mọi cách để Trang thấy được tình yêu và sự chân thành của mình. Nghiêm bắt đầu bằng những hành động nhỏ, từ việc giúp đỡ Trang trong công việc nhà, chăm sóc con cái đến việc dành thời gian để lắng nghe và chia sẻ với cô. Anh hy vọng rằng những hành động này sẽ giúp Trang thấy được tình cảm chân thành của anh và dần dần tha thứ cho anh. Trong khi đó, Vân quyết định sẽ rời xa Hà Nội để bắt đầu một cuộc sống mới. Cô không muốn tiếp tục làm phiền cuộc sống của Nghiêm và Trang. Trước khi rời đi, Vân gửi cho Trang một lá thư, trong đó cô bày tỏ sự biết ơn vì những gì Nghiêm đã làm cho cô, và mong rằng Trang sẽ hiểu và tha thứ cho anh. Lá thư của Vân khiến Trang xúc động. Cô nhận ra rằng Nghiêm thực sự chỉ muốn giúp đỡ một người bạn cũ trong lúc khó khăn, và không có ý định phản bội cô. Trang quyết định sẽ cho Nghiêm một cơ hội để chứng minh tình yêu và sự chân thành của anh. Tập 11 kết thúc với hình ảnh Nghiêm và Trang ngồi bên nhau, tay trong tay, cùng nhau đối mặt với những khó khăn và thử thách phía trước. Tình yêu của họ tuy có bị thử thách nhưng đã trở nên mạnh mẽ hơn, giúp họ hiểu và tin tưởng nhau hơn. Khán giả hẳn sẽ mong chờ những diễn biến tiếp theo trong câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc và kịch tính của Nghiêm và Trang, cùng với những bí mật và thử thách mới đang chờ đợi họ phía trước. Mời quý vị đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.